Xin chào cả nhà, hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 3 và tập 4 của bộ phim One Piece đang làm mưa làm gió trên mạng. 7 năm trước tại làng Syrup có một cậu nhóc tên là Usopp, cậu đánh chuông cảnh báo có hải tặc đến nhưng người dân không tin vì ngày nào cậu cũng nói dối. Ngay cả khi Usopp trưởng thành thì họ vẫn không tin bởi căn bệnh xà lơ của cậu đã hết thuốc chữa. Phía bên này con thuyền của nhóm hải tặc mũ rơm gặp sự cố, nước tràn vào trong khiến con ốc sên truyền tin của Nami chính thức bay màu. Cô nàng hối hả thông báo cả đám sắp chết chìm đến nơi rồi nên phải di chuyển vào hòn đảo gần nhất để sửa chữa. Rất nhanh họ đã đặt chân lên làng Syrup thuộc quần đảo Tắc Kè. Trong khi đó, tên hề Burgee số nhỏ cuối cùng đã lấy lại được toàn bộ thành phần cơ thể của mình. Đúng lúc này, Kuzobi đàn em của Along, một đại ca tộc người cá, đến tìm và yêu cầu Burgee đi theo hắn. Đường đường là thuyền trưởng của một băng hải tặc khét tiếng nên tên hề méo thèm quan tâm mà lập tức lao lên tấn công. Ai ngờ vừa mới ăn một đấm đã ngất trên cành quất mất rồi. Phía bên kia, Luffy nhìn thấy một con thuyền ngầu hơn trái bầu trong xưởng đóng tàu của làng Syrup. Nó có một cái đầu cừu phía trước khiến cậu rất thích thú. Thấy vậy, Usopp liền quảng cáo đây là con thuyền xịn sò nhất nơi này. Nó có thể chạy với tốc độ bàn thờ chỉ trong vòng vài giây. Nghe xong, Luffy hí hửng chốt đơn ngay luôn, lập tức khiến cho hai người còn lại ngu hết cả người. Chả lẽ phải đi bán thân để lấy tiền mua con thuyền đó hay sao? Usopp bảo rằng nếu muốn mua nó thì tôi có thể dẫn các cậu đi thương lượng với chủ. Nói rồi Thánh chém gió dẫn ba người đến nhà của một thiên kim tiểu thư giàu có nhất trong làng. Không ngờ khi Usopp vừa mới bước vào đã bị tên giúp việc đầu hói phóng dao đuổi đi. Đúng lúc này tiểu thư Kaza xuất hiện. Usopp liền tiến đến chúc mừng sinh nhật cô khiến người đẹp rất vui. Tuy nhiên tên quản gia lại yêu cầu cậu đi về với lý do cô chủ sức khỏe không tốt cần điều trị bệnh. Nhưng Kaza cho rằng hôm nay là sinh nhật mình nên muốn mời Usopp và nhóm Luffy vào trong nhà chơi. Tên quản gia không còn cách nào khác đành phải để họ vào. Thì ra Thánh chém gió và thiên kim tiểu thư là bạn thân từ khi còn rất nhỏ. Bố mẹ Kaza mất sớm nên cô trở thành một đứa trẻ mồ côi. Nhờ tài năng quăng bom ném lựu đạn của Usopp mà Kaza mới tìm lại được chút niềm vui trong cuộc sống. Thế nhưng hiện tại người đẹp lại mắc một căn bệnh thần bí không có thuốc chữa. Chỉ có thể cầm cự bằng thứ thuốc màu xanh do tên quản gia điều chế. Tối hôm đó Kaza chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để tiếp đãi những người bạn mới. Do muốn mua con thuyền kia nên Luffy đã đi thẳng lên bàn ăn để gạ kèo. Tôi sẽ trở thành vua hải tặc trong tương lai. Vì vậy cô hãy đầu tư con tàu có chiếc đầu cừu cho tôi. Sau khi lấy được kho báu One Piece chúng ta sẽ chia đều 1:9. Tôi 9 còn cô được 1. Thấy Luffy không làm mà đòi có ăn, gã quản gia liền hét lớn và chửi bọn họ là đám hạ lưu. Kaza định lên tiếng giải thích giúp mọi người thì căn bệnh lại tái phát. Thấy vậy gã quản gia liền đưa cô chủ về phòng nghỉ ngơi. Phía bên kia Garp đang đánh cờ với Kobe thì Helmetbo đi vào. Anh ta nói rằng đã tìm thấy lá cờ của băng hải tặc mũ rơm bên cạnh một con tàu đắm. Nghe xong, phó đô đốc liền ra lệnh di chuyển đến quần đảo Tắc Kè và giao cho Kobe nhiệm vụ truy bắt Luffy. Trong khi đó, Mary, vị luật sư tốt bụng của gia đình Kaza, định đi gặp cô chủ để báo cho cô biết những nghi ngờ của mình về gã quản gia. Nhưng còn chưa kịp đến nơi thì hắn ta đã xuất hiện ngay sau lưng ông. Gã biết Mary muốn khuyên Kaza không giao quyền quản lý tài sản cho mình nên đã giết chết ông luật sư ngay tại chỗ. Hóa ra gã quản gia chính là tên hải tặc Kuzo, kẻ sở hữu năng lực siêu tốc độ. Cùng lúc đó, Burgee đã bị bắt về chỗ Along. Hắn ta là thuyền trưởng của băng hải tặc người cá với số tiền truy nã lên đến 20 triệu berry. Burgee vừa nhìn thấy Along liền sợ teo cả trứng cút. Bình thường mày gáy to lắm mà. Sao bây giờ không gáy nữa đi hả cái thằng mũi đỏ này? Bởi vì Along từng tuyên bố Biển Đông là của hắn. Thế nhưng Burgee dám đến đây làm loạn nên điều này chẳng khác nào hành động búng rái cọc cả. Hắn ta tức giận muốn ăn tươi nuốt sống tên hề ngay lập tức. Thấy vậy, Burgee liền cầu xin Along nhận mình làm đệ tử và chỉ cho hắn một thằng nhãi con không sợ trời không sợ đất, đó chính là Luffy, kẻ đang giữ tấm bản đồ đại hải trình. Tối đó Nami ngứa nghề nên bắt đầu nhảy đồ của gia chủ, nhưng không hiểu đi đứng kiểu gì lại vào ngay phòng của Kaza. Mặc dù biết bao tải sau lưng Nami là gì nhưng Kaza không hề giận dữ. Cô nói rằng mình bị bệnh sắp chết rồi nên mấy thứ vật chất ấy chẳng còn ý nghĩa nữa. Thế là hai người đẹp ngồi tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Còn bên này, Luffy và Zoro bắt gặp Usopp đang tập bắn. Nghe mũ rơm kể về chuyến phiêu lưu đại náo căn cứ hải quân để nhảy đồ đại hải trình, sau đó đấm cho tên cướp biển Burgee răng môi lẫn lộn khiến Usopp rất thích thú. Thánh Đồ cũng ước muốn bản thân có những chuyến phiêu lưu như vậy nhưng anh không thể bỏ mặc Kaza mà bỏ đi. Hiện tại cha mẹ của cô ấy đã mất nên anh phải ở đây chăm sóc cho bạn của mình. Vừa kể, anh vừa thể hiện trình độ thiện xạ bách phát bách trúng. Anh nói rằng những kỹ năng thần sầu này đều được thừa hưởng từ bố. Ông ấy là một hải tặc vĩ đại nhưng đã bỏ đi từ khi Usopp còn rất nhỏ. Nghe đến đây, Luffy bất chợt nhận ra bố của Thánh Nổ chính là Usopp, xạ thủ của băng hải tặc xanh cụt. Zoro nghe hai thằng bạn kể chuyện chán quá nên muốn đi làm vài hớp rượu. Vì có chỉ đường thì anh đầu tảo cũng đi lạc nên Usopp đã dẫn Zoro đi. Còn Luffy ở lại kiếm cái gì ăn cho ấm bụng. Ai ngờ cậu hút một hơi hết luôn nồi súp độc mà gã quản gia nấu cho Kaza ăn. Bên này, Usopp đang đi tìm rượu thì vô tình vấp phải xác của Mary. Gã quản gia cũng xuất hiện và chơi bài ngửa với hai người.
hắn tự nhận mình là Kuzo kẻ được truy nã 16 triệu berry. Zoro thắc mắc đại tá Morgan đã giết chết Kuzo rồi nhưng tại sao hắn vẫn còn sống. Hóa ra Morgan ăn nói xà lơ để kiếm tiền thưởng nên Kuzo mới có cơ hội lẩn trốn tại nơi này. Nghe đến đây Zoro liền rút kiếm ra định chơi khô máu với hắn thì bị ả thuộc hạ đánh ngất trên cành quất. Thấy vậy Usopp liền nhanh chân chim én bằng cửa thông gió. Kuzo đoán thánh nổ sẽ không dám đến đây nữa nên kêu đám thuộc hạ phi tang hai cái xác. Thế là chúng ném Zoro cùng Mary xuống một cái giếng sâu. Bên này Usopp chạy đi cầu cứu mọi người trong làng nhưng không ai tin vì anh chàng nói dối quá nhiều rồi. Hóa ra không phải Usopp cố tình nói dối để chọc tức người khác. Năm ấy mẹ của cậu bệnh nặng nên cậu phải nói dối rằng hải tặc đang tìm đến. Cậu hy vọng một trong số hải tặc đó có người bố tệ bạc. Bởi vì ông sẽ mang tiền về cứu chữa cho mẹ. Người mẹ không hề trách mắng con trai mà ngược lại còn mỉm cười vì đã sinh ra một đứa con hiếu thảo. Nhưng đó cũng là lần mỉm cười cuối cùng rồi bà nhắm mắt xuôi tay. Đến thời điểm hiện tại ông bố Usopp vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Trong lúc Usopp tuyệt vọng nhất thì Kobe bất ngờ xuất hiện. Khi thánh nổ nói rằng Kuzo vẫn còn sống thì Helmetbo liền cãi rằng bố của mình đã giết chết hắn ta. Tuy nhiên Kobe méo tin hai bố con nhà hắn nên đã nhờ Usopp chỉ đường cho mình. Phía bên kia Nami phát hiện Luffy đang nằm bất tỉnh trong bếp. Bên cạnh là nồi súp màu xanh, cô nàng siêu trộm nhanh chóng đoán ra hung thủ là ai. Đúng lúc đó có tiếng bước chân truyền đến nên cô lập tức trốn vào trong tủ bếp. Kuzo rất tức giận khi Luffy đã ăn hết nồi súp, nghĩ rằng thanh niên ngáo ngơ chắc chắn đã cỏ mọc xanh mộ nên hắn lệnh cho thuộc hạ ném xác cậu xuống giếng. Bên ngoài Usopp dẫn theo hải quân tìm đến dinh thự, bởi vì mọi người đều cho rằng Kuzo đã bị Morgan giết chết nên hắn rất bình tĩnh mở cửa đón tiếp hải quân. Tên khốn này nói rằng Usopp là kẻ nói dối không đáng tin cậy, hắn còn bảo rằng mình mới bắt được một tên hải tặc trong nhà nên kêu thuộc hạ mang ra giao cho hải quân. Nami nhân cơ hội đó lao ra đánh cho ả tóc xanh bất tỉnh nhân sự. Còn Usopp biết bản thân không có bằng chứng tố cáo Kuzo nên đã chim én đi mất, lúc này Zoro cũng đã tỉnh lại. Anh dùng cung bắn dây móc lên miệng giếng nhưng không thành công, nhớ lại năm đó Zoro là kiếm sĩ số 2 trong võ đường. Anh luôn mưu cầu sức mạnh nhưng lần nào đối đầu với kiếm sĩ số 1 anh cũng đều được bón hành ăn ngập miệng, càng cay cú hơn khi đó lại là một cô gái tên Quina. Nóng giận mất khôn nên anh đầu tảo đã đòi chơi solo xanh chín bằng kiếm thật cho nó máu. Trở lại hiện thực Usopp đã đến chỗ Kaza và kể lại mọi chuyện cho người bạn nghe. Nhưng cô ấy không tin còn cho rằng Usopp đang lừa dối mình. Cũng may Nami đến kịp lúc để giải oan cho thánh nổ. Cô nàng siêu trộm nói rằng từ khi gã quản gia đến thì Kaza mới bắt đầu bị bệnh. Cho đến tận bây giờ Thiên Kim tiểu thư vẫn chưa hết bệnh mà còn trầm trọng hơn. Nghe xong Kaza mới hiểu ra mọi chuyện, cô nhanh chóng đưa Usopp và Nami theo đường bí mật đến phòng bố mẹ trước sự truy đuổi của gã Kuzo. Bên này Zoro vừa leo giếng vừa thở như cờ hó vừa nhớ về năm xưa, khi ấy anh hai tay hai kiếm chém tới tấp về phía Quina với mong muốn giành được vị trí số 1. Nhưng Quina vẫn nhẹ nhàng né tránh rồi phản công đánh Zoro không trượt phát nào. Trong lần solo thứ hai anh đầu tảo vẫn thua sấp mặt lợn. Trước thất bại không thể chối cãi này Zoro đã nói rằng mình không xứng đáng cầm kiếm. Nghe đến đây Quina liền chửi cho thanh niên một trận vì cái tội đã lì lại còn ngu học thiếu hiểu biết. Ở độ tuổi này con gái sẽ phát triển và mạnh hơn con trai, nhưng vài năm nữa cô sẽ trở thành một người phụ nữ và không thể đọ sức với một người đàn ông như Zoro. Sau khi được thông não, anh đầu tảo đã xin lỗi Quina, hai người hứa với nhau sẽ cố gắng luyện tập cho tới khi họ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Ai ngờ ngay ngày hôm sau Zoro đã nhận được tin buồn khi người bạn thanh mai trúc mã của mình đã mất vì tai nạn. Nén nỗi đau trong lòng anh đã xin sư phụ cho mình giữ thanh kiếm Ichimonji của Quina. Bởi vì họ đã hứa sẽ cùng nhau trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất hệ mặt trời và động lực to lớn ấy đã giúp sức cho Zoro trèo lên miệng giếng sâu. Trong lúc bị hải quân áp giải Luffy đã ói hết nồi chè vào người Helmetbo, cậu nhanh chóng tỉnh lại và nhờ Kobe thả mình ra để đi cứu người. Nhưng thằng con trai của Morgan không chịu nghe, đúng lúc này Zoro xuất hiện hạ gục hai tên lính hải quân rồi tiện tay đấm vỡ alo cái thằng hay nói đạo lý. Sau đó cùng với Luffy rời đi trước sự ngơ ngác của Kobe, trong khi đó Kuzo đã tìm đến phòng bố mẹ của Kaza nên cả bọn vội bỏ chạy tụt cả quần. Hắn sử dụng siêu tốc độ lập tức tóm sống được Nami và tiểu thư, thấy vậy Usopp dùng ná cao su bắn giải vây nhưng Kuzo dễ dàng bắt được. Không những vậy anh còn bị hắn đánh cho sấp mặt, bên dưới Zoro chạm mặt với tên hói, hắn vô cùng manh động lao đến cầm hai con dao bếp chém anh đầu tảo tới tấp. À tóc xanh chơi bẩn định cắn lén nhưng làm sao qua mắt được Zoro, biết không phải là đối thủ của anh đầu tảo nên chúng tách riêng ra nhằm bào mòn sức lực của anh. Bên này Kuzo đã tìm thấy Nami và Kaza, ngay lúc nguy cấp Luffy đã kịp thời có mặt cản tên khốn đó lại. Tuy nhiên hắn ta có khả năng tàn hình và di chuyển nhanh nhẹn như tắc kè nên cậu rất khó đối phó, thậm chí còn bị hắn làm vài đường cơ bản trên ngực. Hiểu ra được cách thức tấn công của đối thủ Luffy liền nhắm mắt lại để cảm nhận. Quả nhiên khi Kuzo nhấc mũi giày định di chuyển cậu đã phát hiện và tung đường quyền đấm vỡ alo hắn. Phía bên dưới Zoro vẫn thể hiện mình là châu bò đầu thai chứ không phải là người bình thường nữa, càng đánh anh càng chẳng biết mệt là gì, cứ vậy chém cho hai tên thuộc hạ đến bố mẹ cũng nhận không ra.
Trong khi đó Kuzo đã hết mana nên không thể sử dụng chiêu tàn hình được nữa. Hắn cay cú lao đến giáp lá cả nhưng chẳng thể theo kịp tốc độ của người cao su. Sau một hồi giao đấu, Kuzo cũng đã sức cùng lực kiệt. Hắn định tung chiêu cuối nhưng đã bị Luffy giữ tay lại. Sau đó cậu kéo cái sọ dừa về phía sau rồi tung đòn thiết đầu công khiến hắn bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Cứ thế băng hải tặc mèo đen của Kuzo đã bị nhóm mũ rơm đánh bại. Nhờ được Luffy cứu mạng nên Kaza đã quyết định tặng con thuyền đầu cừu cho cậu. Vì Mary là người đã lên ý tưởng cho con thuyền này nên họ quyết định đặt tên cho nó là Going Merry để tưởng nhớ ông ấy. Luffy cũng mời Usopp trở thành xạ thủ trong băng hải tặc của mình. Thánh Nổ cũng rất muốn có một cuộc phiêu lưu vĩ đại nhưng anh phải từ chối vì lo lắng cho sức khỏe của Kaza. Thấy vậy, cô tiểu thư xinh đẹp liền khuyên Usopp hãy thực hiện ước mơ của mình. Bởi vì cô cũng đã đủ lông đủ cánh để có thể tự chăm sóc cho bản thân. Nói rồi Kaza bón cháo lưỡi cho Usopp ăn như muốn chứng minh tớ sẽ đợi cậu trở về. Thế là cả nhóm nhanh chóng lên con thuyền Going Merry tiếp tục cuộc hành trình trở thành vua hải tặc. Trong khi đó tên Kuzo vẫn chưa xanh cỏ. Hắn đã nhảy một con thuyền cùi bắp rồi bỏ trốn khỏi hòn đảo đầy ám ảnh này. Luffy chém gió rằng mình sẽ đánh bại tất cả các đối thủ trên đại hải trình thì những tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên. Hóa ra phó đô đốc Garp đã phát hiện ra mọi người nên hạ lệnh tấn công. Càng ngạc nhiên hơn khi Luffy gọi vị anh hùng hải quân là ông nội của mình. Tập 3 và 4 đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại cả nhà trong những tập tiếp theo.